Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ gửi tới anh chị và các bạn thông tin báo giá chi tiết về một chiếc xe cực kỳ đẹp của thương hiệu Toyota. Với dòng xe Toyota là một dòng xe nó bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là giữ giá. Thì đây anh chị và các bạn thấy thế qua thì đó là một chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8E. Số tự động sản xuất là 2018. Xe có ngoại thất màu trắng Các chi tiết của chiếc xe còn nguyên di nguyên bản Trang bị mâm đúc hợp kim Cũng như là xin nhan trên gương Rồi là những cái phần chi tiết sơn xin thì Hãy quan sát cùng em Chiếc xe này còn rất đẹp ạ Chỉ với mức giá là 615 triệu thôi Các bác có thể sở hữu chiếc xe này với chiếc xe này thì bên showroom có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên đến 70% giá trị xe. Để biết rõ thông tin chi tiết thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin chi tiết bảng kê cũng như là thời gian vay lãi suất để các bác có thể tham khảo và ta cùng đi tham quan về các phần keo chỉ cũng như phần đinh tán ở hàng ghế thứ hai để các bác thấy được cái độ nguyên di nguyên bản đẹp của chiếc xe với hàng ghế thứ hai thì không gian ghế da của chiếc xe còn rất là đẹp ạ cũng như không gian ngồi rất là rộng rãi với hàng ghế thứ hai nó có trang bị đầy đủ các tính năng tiện ích với dòng xe của nhật thì nó là thiên về cái thực dụng về cái sự uh, tiện nghi sử dụng thôi còn về công nghệ thì với dòng xe này nó cũng có khá là ít công nghệ trải nghiệm hơn những dòng xe hàng đây là các chi tiết anh chị hãy quan sát cùng em vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng đồng hồ hiển thị trung tâm cũng như là các phần màn hình giải trí điều hòa tự động thì các bác hãy quan sát phần ốc ác rồi ra phần vi năm sản xuất của chiếc xe anh chị nhé có điều hơi đáng tiếc chút là ở trong cái phiên bản này thì nó vẫn là sử dụng điều hòa là, là ghế cơ phần phím bấm vô lăng mọi chi tiết của chiếc xe còn rất là trong tình trạng hoàn hảo và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan với em về cái phần động cơ của chiếc xe xe thì sử dụng khối động cơ 1.8 kết hợp với hộp số tự động Ừ, với các tính năng công nghệ an toàn thì có phanh ABS, EPD, BA cũng rất nhiều các tính năng khác. Xe thì bên showroom cam kết rõ cho anh chị và các bạn là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc anh chị nhé. Và vừa rồi thì em tổng hợp sơ qua cho anh chị và các bạn thông tin báo giá chi tiết về, chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8e sản xuất 2018. Hiện đang giao bán với mức giá là 615 triệu, còn tương lượng và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Địa chỉ xem xe thì anh chị bạn có thể qua địa chỉ là 112 Lê Văn Nương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể là lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe bán ra tại Showroom. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ. Và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của Mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của anh chị và các bạn bằng cách đăng ký kênh, like bài viết, copy chia sẻ. Em xin chào và hẹn gặp lại.